thì hiện tại Thu Hoa đang đứng tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Và bên cạnh Thu Hoa đây đó là dòng máy đùn cắm cá công nghiệp do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất. Và máy hoạt động như thế nào thì xin mời tất cả bà con hãy cùng đón xem. Máy được thiết kế gọn gàng, chắc chắn, dễ dàng đùn nhỏ mọi loại nguyên liệu một cách nhanh chóng cùng với 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Cấu tạo máy gồm toa nạp nguyên liệu dạng phễu cùng với hệ thống thanh xoắn nghiền ép các loại nguyên liệu thô như cá nguyên con, cua, ốc, tôm, chân gà, vân vân, hoặc có thể làm cám viên. Và ta có thể điều chỉnh độ nhuyễn của nguyên liệu bằng các mặt giàng với kích thước khác nhau. Máy đùn cá cám công nghiệp được lắp động cơ 100% lõ đồng 7,5 kW đến 11 kW. Sử dụng dòng điện 3 pha giúp dễ dàng đùn nhỏ các nguyên liệu thô một cách nhanh chóng với kích cỡ theo mặt giàng. Đầu đùn được thiết kế bằng dao cắt và các mặt giàng với kích thước khác nhau như 6mm, 10mm hay 12mm. Ở đây, ta có nguyên liệu là thịt gà và chân gà. Ta cho nguyên liệu vào máy, hệ thống thanh xoắn quay tròn giúp nghiền nhuyễn cả xương gà. Thành phẩm làm ra có dạng thịt nhuyễn và mịn. Máy dễ dàng sử dụng cho năng suất cao, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí nhân công. Và Thu Hoa tin chắc rằng máy đùn cắm cá công nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sẽ là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty 0946 24 9955 hoặc 0943 47 9955 để được tư vấn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn, chúc bà con làm ăn tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.